Cụ thể, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ được tiến hành từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 6 năm 2014 với 4 môn thi gồm 2 môn bắt buộc, toán và ngữ văn, 2 môn do thí sinh tự chọn trong số các môn, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý và lịch sử. Học sinh có thể đăng ký thi môn ngoại ngữ, đề thi theo chương trình 7 năm hiện hành để được cộng điểm khuyến khích vào điểm xét tuyển tốt nghiệp. Điểm khuyến khích được tính như sau. Bài thi môn ngoại ngữ được 9 điểm trở lên được cộng 2 điểm, đạt 7 điểm trở lên được cộng 1,5 điểm, đạt 5 điểm trở lên được cộng 1 điểm.